Giật gì là 1 chục ký anh? Trên 1 chục ký. Cái này là trứng mạnh nhất nha. Vũ cua, vũ. Năm rồi con nước nhỏ hơn năm nay hả anh? Nhìn thấy nhỏ hơn á, năm nay thấy nước sau đợt này lên quá lên. Năm rồi trúng không anh? Như năm rồi á. Dạ. Trúng đó giờ anh làm. Ồ ôi. Cây cũng vài ký. Dạ. Có chạy lại chạy thẳng ra anh ở xin đổ ở chỗ nó luôn. Bình thường rồi đó giờ. Dạ. Ăn đủ ăn chưa? Không đủ lại cái khác rồi. Nổ ha. Cánh 67 Vlog mến chào cô chú anh chị và bạn nha. Thì chiều hôm nay thì mình có dịp được trải nghiệm đi hâm dớn cùng với anh Sáu ở khu vực xã An Hòa, Châu Hành, An Giang. Thì hôm nay cũng là nhằm ngày 28/9/2024. Cô chú bác là heo chăn mình để hâm dớn chiều nay nha. Thì không biết sẽ như thế nào thì cô chú bạn cũng nhớ đón xem tiếp hành trình hâm dớn của mình để mình sẽ cập nhật thêm cái tình hình mùa nước nổi cho cô chú bác xem nha. Thì mình với anh Sáu nha, chiều nay sẽ đi hâm dớn nha. Cái này thì cũng tầm khoảng 3 giờ chiều. Anh thường là khoảng 3 giờ là mình đi hâm hả anh? 3 giờ. Dạ. Thì ở đây là xã An Hòa nha, Châu Hành, An Giang nha cô chú bác. Mình bao nhiêu cái vớn được anh? 30 cây. 30 hả? 15 bầu. Dạ. Xuống đụng cái là biết hay ta. Nhiều ít nè ha. Như vậy. Năm rồi. Dạ. Rồi tới cái bảo cửa. Ồ. Bên này hiểu hả? Phi rồi luôn.
À vậy là cái miếng lưới này là mình nó sẽ ra cá linh luôn ha anh. Ừ, cua lại với câu kiếm vậy. À vậy hả? Vậy là cũng như là nó vừa cái lỗ đặng mình giữ được cá linh vô cái khoang luôn ha. Ừ. Dạ. Mời mời em lên đu bò. Đu bò trên chi tôn giống á. Dạ. Sáng đi sớm quá. Dạ. Đu bò nó có lên đài truyền hình nữa. Này cá linh nhiều ha. Cá linh nhiều nè. Ôi. Cái cũng vài ký. Dạ. Hỏi bao ký cá linh. Nhiều nhiều. Khoảng dài là ngày cỡ bao nhiêu ký anh? Solo chắc trăm. Dạ. Trăm chút một trăm. 3 ký thôi, 30 cây nó 90 ký rồi. Dạ. Đúng rồi. À, trời không. Ồ, cái đáy của mình dài dữ ha, tới nguyên cái đường luôn ha. Gì hả? Dạ. Như cá lầu kiến là mình bỏ hết anh. Có nhỏ có nhỏ nha. Có cua đồ đó nha. Dạ. Dạ chịu anh. Vậy đó hả? Dạ. Nước bữa năm nay là như cái này là nhiều hơn năm rồi không anh? Bằng gì vậy? Bằng năm rồi. Bằng năm rồi ha. Vậy là mình còn con nước tháng 9 nữa. Ừ, đúng rồi. 30 ngày. Chắc lên dài tắt nữa. Dành dài tắt nữa. Ở đây cảnh nó quay quánh nguyên cái đáy này luôn ha. Cái này là có cá linh trọng trọng chưa anh? Có cá linh. Dạ. Đồ bự ngón tay. Này cái gì ta? Con này. Cái rùa. À. Cái
con này nhỏ nhỏ bỏ gì. Một ký hả? Không, con cua nè. Ấy. Cua dạ. Bán bắt hết ha. Ừ, con tại quá bỏ. Dạ. Con cua đâu gắn rồi. Cái linh là nếu mà mới nếu mà đủ sức là có bê con bê lớn không anh? Ừ, nó cũng tay đó. Vậy hả? Ừ. Linh đủ lớn con. Năm trước anh vẫn nghĩ mà còn thời còn rong lắm. Dạ. Linh giờ mới đã có kỳ lớn rồi. Giờ rong nhiêu đâu có gì xưa đâu. Dạ. Cái chậm lớn. Rong nhiều thì nó mau lớn nha. Ừ. Cá đó ăn ngon. Dạ. Ăn lượng mà tàn ba cái đất khúc không. Dạ. Còn gà nó dạ. Mày dính ha. Ừ, còn gà rơm á. Nó lúc rơm. Ôi ôi. Này con có lên lên gặp. Dập nhũ cho máy quay cái. Đó. Rồi thấy hàm của chú ơi. Cho điều do vậy đó. Dạ. Cái này bạn hồi không? Hồi mình về mình xong cái mình xúc xúc ra ha. Nhìn thấy hàm lắm á. Như gì là 50 ha anh? Không, cua bự á. Cua bự ha? Cua bự đó. Ừ. Dạ. Cua nhỏ 25 ngàn. Dạ. Như cua nhỏ nhỏ vậy là 25 đấy ha? Ừ, nhỏ 25 ngàn. Dạ, có linh nè. Cái linh này cũng có linh già nè. Vậy sao? Ngồi nó hụt ngồi nó ú lên nè. Ồ, ôi, thấy ham không? Cái linh nè ha. Nó già đó. Dạ, bắt tỷ à. Đổ đục này mau lắm. Đổ lần đổ hổm đổ oxy để giúp mẹ chạy. Chắc giò cổ. Gì hả? Đục cái này là mình khỏe hơn anh. Cá nó khỏe với hai mình đổ cũng khỏe, mau mắn nữa. Dạ. Mày đổ chừng tiếng nữ 2 tiếng hồ xong 30 lạp rồi. Dạ. Câu lắm bầu. Lâm bầu lớn cá mau gì vậy? Ghe trả lên trên chậm tí. Dạ. Ghe dần lớn trả trên chậm tí. Của mình là vòng vòng nguyên cách này không anh? Ừ, từ đây đổ trận. Dạ. Lên cây số, ngàn cây số. Trên đó, lên tới trên đó đi ha. Ừ. Vậy là của mình hết luôn. Nguyên dần này. Dạ. Bủa nguyên vòng tròn luôn rồi. Dạ. Hán nước là sinh sống bằng nghề này phải không? Cô làm lúa. Tao làm trước mày xanh nữa. Dạ. Nãy 32 năm rồi tao làm. Có vợ con rồi quá. Chưa có con, có vợ. Có vợ rồi ha. Có vợ chứ có vợ. Thôi em. Thôi vậy hả? Thôi rồi, 3 năm, 4 năm. 5 năm, 6 năm gì rồi. 4 năm gì. Trời, tới giờ chưa có dạy luôn hả? Ừ. Ôi. Dạ. Nói chung là cũng như ba cỡ ba mình cỡ 30 cái lớn.
thì một vớn thì có thể là được 3-4 kg. Gì hả? Cái cây nhiều ha. Cái này là giờ bớt lại ha. Tới ấy kìa, nó càng càng nhá. Bài bài đầu chật nó chạy hai người xuyên lên luôn á. Gì hả? Cái hàm ha. Vô bắt hỏi á. Này là sáng 10 mấy cân hay sao anh? Khi anh lượt rồi. Dạ. Khi lượt phân loại cá rồi bán hàng lại cân. Dạ. Ủa, vậy là người bán hàng sẽ lại tới nhàm luôn ha? Tới nhàm. Dạ. Hôm nay cá mau rớt giá. Vậy sao? Như như cá cỡ này là bao nhiêu anh? Bị đỡ cái gì? Cá bị chậm đổ. Gì hả? Trời ơi. Đó, mình là có người đổ rồi nghe cô chú bác rồi. Nó khác mình buộc hay sao? Khác mình buộc. Buộc là mình biết mình được đâu. Buộc khác. Cái gì mình buộc mình biết thôi. Dạ. Nó buộc lại không có được như cái mối của mình. Dạ. Thấy đơn chơi chứ là đâu nó nhiều cái dạ dạ. Này nó đổ hồi giác nào đó với còn cá rồi gì. Đổ chắc khuya quá, thử không có rồi. Thử không có rồi. Rồi chắc anh đổ rồi, rồi khuya nó không chạy, cá linh nó đi nó chịu chạy. Dạ, vậy là dính bằng ngày nhiều ha. Dạ. Cũng còn ít thôi. Ừ, cũng còn được mới ha. Sáng. Sáng. Mắc cây à. Còn cái giác nó xuất hình. Nó không đổ. Trời ơi, này còn cái nửa kilo gì. Khác biệt thấy không? Dạ. Đơn sơ mà nó cũng được như mình. Mình theo cái độ ngoài của nó nè. Dạ. Đang chơi đó. Một anh không biết cách bộ. Tại lao chào lộn lớp lo dạ. Chủ. Nhìn phải không? Nhìn coi có ai không hả? Ủa cái xiếc đang đi. Bình thường cứ ngơi biết rồi nó quen cho đi mẹ ăn ăn gõ máy đâu ăn đừng có phá. Đúng rồi sợ mấy người mà nó cứu mình mà như cứu người ta tưởng cứu mình đó. Dạ rồi mình sẽ đủ đổ cây hai cây bình thường đủ ăn đổ đủ ăn bình thường. Dạ không có chạy lại chạy thẳng anh xin đổ rồi cho đổ luôn bình thường rồi đó giờ. Dạ ăn có đủ ăn chưa không đủ lại cái khác rồi. Dạ. Anh nhồi. Vụ này thắt rồi, mình có thắt rồi. Dạ. Tại này cũng là đồng bái mà chứ sao mà đồng bái mà chứ sao mình đâu có kiểm soát được phải không anh? Cái này như mình xuống hết cái này là khoảng vài ngày không anh? Xuống nói chung là xuống lai gai chứ động chịu xiết thì cũng không mấy ngày. Dạ. Nhưng mà xuống nước hẳn nó chập trời chập trần á, xuống thả xuống nhiều mà động mà nhỏ tật mình. Dạ. Xuống vừa thôi. Chứ dự định anh hả mình làm tới 20 bầu 40 cây đã. Dạ. Thì dự định mình vững á. Co tới 2-3 đường tới 3 đường gì nè. Dạ. 4 bầu 3 đường 12 bầu rồi. Dạ. Okay, bị đổ rồi đó. Cái bánh đó luôn đó cảnh theo cảnh. Ờ à, gì hả? Rồi cái này có bị đổ nghe cho chú bác ơi. Nhìn cái đường buộc hả? Đường buộc sẽ khác nha. Cái này một mai còn là gì? Cái này chắc như còn. Cái dấu tay của ba còn không? Cái bánh này ăn được. Cái này còn nè. Được, cái bánh đổ thì không sao. Dám biết chưa nè. Tụ nhảy ra ngoài không cả.
Này là 4 kg nha. Thấy đó không? 4 kg. Dạ, 4 kg á. Chết trơn quá. Cái lóc này, lương cái lóc chết trơn rồi mẹ. Chết của mình. Dạ, 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 dạ. Lương hết. Ok, nhảy ra ngoài nha. Tại vì nước nó chết. Ừ. Có được. Lương. Ờ, lương nè. Này nó như nó ngập hả sao anh? Ngập, nó thả không được. Một bóp. Ồ, oh, ok. Mình đây thường cái chạy cái chốt nhiều không anh? Cũng ít ha. Mấy năm nay là thắt. Thắt à? Không chết cái chốt nữa. Dạ, giảm lắm. Bà xịt lạnh chế gì. Dạ, nó xịt được ha anh? Ừ, cái thả, đi vô qua. Đi vô ha? Vậy hả? Buộc không sát quá, xiết không? Buộc không đi vô. Mình làm như sống được ha, mấy gì? Sống. Mưa một tiếng con nó vô ngoài cho nó sát thì nó sát cây tọt cũng sát đi rồi thì có cá lóc chết nữa nè, thế nào chết làm khô chết nhóc kia cái luôn chết rồi. Yeah. Oh, lấy nha, không lấy. Nãy mình tưởng là bị đổ rồi hả? Ừ. Dược ghê á. Đó. Đó. Chết quá chết. Cá đó cho cá nướng ha, nướng ngon ha. Còn ngồi là nó đẻ kiếm ông. Dạ. Đi ra thấy không? Dạ. Đẻ ghê lắm. Thả cho rồi. Năm rồi con nước nhỏ hơn năm nay hả anh? Nhìn thấy nhỏ hơn á. Thấy nước sau đợt này lên quá lên. Năm rồi, năm rồi trúng không anh? Như năm rồi á. Dạ. Trúng đó giờ anh làm. Tỏ tắt. Dạ, cũng sống được ha. Ví dụ cá hết thì nó có giá. Dạ, dạ. Thank you.
bồn sẽ yếu, có bồn thì hôm nay đầu bụi rồi, có bồn nó rất. Cũng như cái luồng hay sao anh? Cũng như luồng hả chưa? Thứ hai nó mình vững vững miếng rồi chọc chọc thấy chứ đủ đúng bài. Dạ. Nhà mình nó đúng cái bên này nhậu thú co như nãy lắm vậy đó, đi tới chừng nơi cá mình sổ chạy nó chịu chạy à. Là mới nhiều, mới nhiều phải không? Miễn nhiều cá tập chạy cái gì lắm. Dạ. Cũng không chịu chạy thua. Mình mới chịu chặn. Dạ trời. Đó là nằm cố định không à, ít cái bây giờ đó. Cộng viên khu vực của mình vậy là mình đặt một chỗ là luôn chỗ hay sao anh? Rồi bữa nay nó đặt. Dạ. Đâu có ké được, bữa nay qua khỏi bữa anh được cái bầu đó nữa là rồi đó. Tới gánh đó, bên đó của người ta đó. À vậy là mình cũng từ đó sáu tới giờ dưới là của anh không đó. Vậy là mình chạy mình bọc qua bên đó. Ừ. Chút chạy chạy qua đó. Dạ. Khu vực nói chung là dưới đất này là của mình bẩn đâu bẩn. Dạ. Vì gành giới chứ phải không? Con gành gấp chứ. Năm nào cũng vậy phải không? Mấy chục năm vậy đó. Đậu quá mà xâm bắn với nhau. Có chuyện liền. Chả dành dữ lắm. Nói chung quá, không ai bắn ai rồi biết. Dạ. Chứ tới mùa găm vô bứng à. Bữa nào nó lo bứng à. Nói chung là cái nào cũng được khoảng vài ký. Bên dưới đó cây bánh chạy bầu bánh chạy bầu này chạy yếu không ngộ đời chạy đi ngỡ đi chạy đi phóng ra chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi tới đây là hết của mình ha anh. Dạ mình bọc người qua đó ha. Cá này nó đẻ hết mình vì mình. Đẻ hết mình vì mình đúng không? Ghê không? Đẻ hết ít mà chết thôi.
trong quá nó không chạy nữa. À, à, chạy. Trong xè, trong dắt nó cắt. Nổ ha. Con xanh nó thấy thấy đường nó chạy. Nó chạy ra, nó chạy vô. Đục lý vậy. Đục đục gì mà chạy hả? Mà đục quá là đỏ quá, đỏ quá trời cũng nghĩ chạy luôn. Con cua này là cắm con cua này đột làm chân mũi tiêu chấm hết sảy không? Ừ, nó lù quá. Dạ. Ăn cua đồng thì đó phải là ăn tháng 9 đổ lên. Tháng 9 hả? 9 tháng 10 á. Thì là như tháng sau ha. Ừ. Cua rất là ngon, nó đặc mà nó béo, gặp nhiều. Dạ. Bên đó hả? Không anh, nếu mà của mình là mình làm luôn à, quay cả tiếng hồ đảo lại là vừa. Tại clip của mình mà, clip của mình mà đâu phải của người ta đâu mà mình cắt. Không, cái hay thì em làm đầu rồi. Dạ. Có cá lóc mà nó ngọt ha. Ồ, con cá bự dinh kìa. Cá bự dinh phải không anh? Đây. Mỗi cảnh 67 vlog hả? Dạ. Nó kiến nè. Nó kiến bự á. Bự bự gì nó hấp nó ngon. Dạ. Hãy chị canh. Dính nè. Cái mà dính là mày dính chống. Vậy là con đó là con trống hả anh? Trống sao mình biết được hả anh? Dạy đồ. À vậy hả? Đó, dạy đồ. Vậy là con trống thì nó cục hả? Con mái nó cục đòn. Cục, à con mái cục đòn ha. Mới ra 16 rồi đó. 16 rồi.
đó nữa hả? Chưa có bán ngoài mà, chưa nhập về mà. Chưa gì đây hả? Cái một tơi nó mắc lắm mọi người. Cái 16 một tơi nó mắc. Thì đợt ra giờ đợt này là nó ra một tơi hết mà. Một tơi tới mấy chục lận. Có loại nào mắc hết nữa không? Mắc nhiều nữa không? Mắc nhất là iPhone này chứ đâu có nào mắc hơn iPhone nữa đâu. Dạ. Không có cái nào 40-50 triệu, 100 triệu rồi sao? Mà vàng. Cái dưới ha. Con cày mới xuống nha. Tập này không chạy đó mang độ 4-5 kg. Gì hả? Cây này ha. Ừ. Chạy ha cũng đi. Mà nó bự bự mà cầm tay mà bự mà dạ. Với cái mai này nó là ổ hổm á. Mưa bão. Cái tầng trước hả? Đi trước. Ừ, mới chạy mang cành cành đó. Ảnh là đứng đầu đó cái đầu đó. Tới nước chạy bình thường chạy lưu ghiêu thôi chứ đụng mà chạy hoài hết cá đúng không? Dạ. Nó như bệnh, là kiếm. Như là sinh sản đâu kịp luôn quá. Bởi vậy. Dạ. Nó tàn sát. Chưa hả? Khúc không á, tao đổ một cây là mấy trăm ký luôn. Chứ số ba của tao đó, đó là tao dạ tao đổ giết xúc giết rồi quải thôi mà chạy đi căng cho cái đàn nữa. Dạ. 700 đồng ký luôn á, căng là 350 ký. Mà lập đó lập bự, lập bự lắm kìa, chứ phải lập này đâu. Vậy là cái chiếc này là đâu nó hấm nổi. Đâu sao đâu. Văng văng rồi đâu nhầm. À tao điện đen cho chỉnh cái máy rồi đây anh Tây không yên gì. Đi chạy kỳ quá. Đó chở anh ra gì. Rồi đi máy luôn. Rồi ra chỉnh chút xíu rồi mà. Chỉnh không có đồ ngày. Nói gì thôi, máy bị chú bị chạy xịt chứ đó. Chút gà chạy bình thường hôm nay. Chạy ganh tí bị xịt chứ đó. Mới đem bộ đồ ngày ganh tí á. Trời em nhìn quay được nè chứ. Người đó bảo dông luôn. Đâu quay được đâu, khó lắm. Im im ở đại đồng thôi chứ sống lên đi ra ngoài biển. Có gió lên cái này sao là... càng cạn chút thôi, càng đít nữa. Càng cạn nhiều lắm. Càng gì đỡ nổi. Không biết. Trước đây được giật á. Thì chạy cá ngon. Có lọc mũi nó gai này ha. À. Có mùi dinh rồi gì. Rồi 3 ký mùi dinh.
đổ ở đó đi bà. Ừ, đổ đó chạy ra bên ngoài. Đổ nó xuống qua đó. Chỗ nào anh dưới đó, đó hả? Xuống ngồi giả thử à. Cảnh thả trên không cảnh. Đó quá rồi. Nhưng cũng dây rồi ba. Nhưng gì đắng rồi. Nắm nó kìa. Nắm mày chung môn. Không có trâu quên rồi. Cơ lý này cũng tiện ha. Chứ đúng rồi. Ôi ôi kìa. Ôi, thấy nè. Chú ơi. Mạnh kilo luôn nha. Xem cái lên ha. Bỏ vô. Dạ dạ dạ. Dạ lên mì nướng ăn. Thả sảy không? Thật đúng rồi. Nước kia nó đẻ từ 3 lứa. Dạ. 3 lứa. Phục hồi uống lên tí nữa đẻ nữa. Đẻ vậy rồi, còn uống hiểu không à? Cái hiểu không? Hiểu. Là cá hiểu là mình mắc lựa ra ha. Ừ. Sao? Tối nó giật giật trên mặt. Dạ. Yeah.
Bữa cái bầu cái đây nè, cái cốc với cái mì dinh với cái rãnh là hai người đổ đổ lên và đổ lên chạy cái không dạ cặp đeo rồi đầu này anh thường nhớ tới giờ chỗ đây ha. Cá heo có khoai rồi xưa đó, lúc mà chưa làm mấy cái đậu để mạ cá thì thôi. Cái hiểu không ạ? Thì cái hiểu rồi, dạ hiểu rồi. Hiểu rồi. Cái này khô tiêu ngon quá à. Tiêu ăn với cháo trắng này ngon quá. Cậu với cá thẻo. Nhỏ. Rồi là mỏng mỏng đó lên ba. Đây. Tiêu lên. Ra là mới chạy lên. Chạy ra bầu ngoài đó chứ. Dòng về bầu ngoài đó đi. Dòng qua đâu á. Dòng qua khó là chúng ta sao hai có cái dòng qua cái lỗ đó bạn. Dạ mấy con đó có mình có lựa không anh? Cá bự á. Lựa ha. Bằng cái năm mà lên đây lúc năm 2011 đây đó đó cảnh. Dạ. Lên nó bự bự. Cả ngày cái trăm cái mấy chục ký. Cá linh hả? Cá linh bự ha. Bự lắm á. Dạ. Đổ nó đụ mà nó nhảy như là phóng bông. Cái làm sao không? Sao? Tống bốn cái cây nè. Đổ lên luôn không? Là không có sao? Xúc có được. Đổ vậy hả? Nó nhảy rồi đó, bị đổ mình chụp cái lợp vô mình đổ rồi nè, nó dạ. Rồi. Rồi để giặt lại nó đâu có ra được. Dạ. Tới chừng về nhà xúc ra mồng nó đụ nó nhảy tao mới chơi. Chế lúc nay miếng gà bốn cây là một hai vách đứng cao lên thì nè. Dạ. Như này nhảy lên bình thường. Câu hết xong rồi đó. Nhờ cá nhảy ra mình mới thấy đó chứ. Không nhảy mình không biết luôn mà. Chết luôn, qua YouTube chỗ này chết luôn rồi. Oh. Cá lóc cái gì vậy nè, cá lóc cái gì vậy nè. Ừ, chưa ngỏ chưa ngỏ vậy trời. Vừa dây này.
có cổ phi. Đây là ốc bu vàng không? Dạ có. Ha. Ốc bu vàng ăn được, ốc bu vàng với sông á, với kinh á. Cái này ú luôn. Ú hả? Ừ. Trên đồng ú đâu đây. Không biết nó bị nào đó gì, qua bị không nói gì. Qua ông với mẹ đổ. Cái gì? Ông và mẹ qua đổ có bị không? Không biết. Sớm giờ đâu có bị, giấu rồi giấu nó cũ á. Đóng gồng. Đóng đất. Nãy mình chạy trên cái bờ sáng nó đâu có cỏ gì đâu. Mà bị qua gì. Rồi cặp với cái cầu hả? Cái cầu nó bị cầu mà mày ve lại nè, nè cái mũi mày ve nè, dắt đây nè, nhớ không? Đúng không? Dắt tới dắt bị dắt bển luôn. Dắt bển như cái cầu đó cậy. Mấy cặp với cái vỏ nói gì vậy? Mày phá nó phá rồi. Thật lâu nó phá. Nhìn không à? Dạ. Tự nó quay này máy mời không cả. Máy mời, máy mời. Nó khó hơn hàng YouTube đi lắm. Sao mình biết được nhiều ít gì? Cá nhuyễn. Đây là cá nhuyễn. Anh ha. Người xuống Tiền Giang quay một dán chứ. Đây nãy giờ dính cá hiểu nhiều ha.
xuống. Xa xuống. Hồi bữa cá lóc lắm hả? Phía ngoài. Nay đâu mới chết quết mấy giờ. Cá lóc kiến không nè. Cái linh là bữa nay là nhiêu ký anh? 30.000 con mua hàng. 30.000 ha. Sửa cây cho nó ngay lại, cây sắt á. Cái kìm bẻ cho ngay lại rồi đóng lại. Con này làm như có trứng rồi nè. Bỏ ra. Rồi có hiểu cái này nó nằm ở phía trên này. Có vô à, có vô à. Có quay hết. Có quay hết lần ha. Quay. Nhà không quay, quay đâu. Lâu quá.
còn lỗ rồi vậy con xịn đi. Lâm cặp ha. Lâm cặp. Cho nhiều ba. Rồi rồi. Bây giờ có cây này nhiều nhất ha. Dòng nước gì? Hả? Dòng nước không? Đó ngoài ra. Dù. Thôi đổ có mấy ngõ Đồng Nai không anh chưa? Đổ ngõ đổ gù xíu rồi, anh đổ hai anh đổ trước luôn. Tại Vũ Lộc đây chứ bánh đủ Vũ rồi đứng chạy đó không. Đưa ghe vô lỗ, đưa ghe vô lỗ. Đi theo hả? Ừ. Chỗ hàng nó không có. Dạ. Mùa khô mình có làm thêm nghề gì không anh? Ruộng. À ruộng ha. Phía bên có bên ba vụ không hay là bên đây không? Bên hai vụ. Bên đây ha.
Cái sực 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 không? Ồ, vậy mà nãy giờ lai gai gai cũng cua cũng được bọn nha. Cho 2-3 kg á, 2 kg á. Đó không em ghé anh đó. Có con cá gì nhảy dữ ha. Cua phi á, cua phi à. Cá rồi. Cá nhỏ. Cá hồ hả? Chuyện á, nếu mà mình không có lặn xuống sao biết cá gì. Tiếp hoài độ mà gió bắt làm chết con đi mẹ, gắn. Có áo có đồ ra. Lặn xuống vô hồ con cá linh cám cầm tay. Nóng quá sức nóng. Cái linh cám hả? Ừ, nó quậy rồi. Cá linh cám. Đụng quá quậy đụng đụng. Ủa mẹ biết bỏ thì mày chết mẹ rồi. Cá đâu có giá trị. Nó lành một xíu. Xương không. Nắm mày đó. Mạnh đó. Nè cái này xong. Tính về thì chỉ trả 1 ký đủ 300 ký. Ngon ha. Dạ. Rửa có, nước giật có. Đi là ngay ghê á. Đặt quá đặt chịu không nổi. Cái này ta yếu rồi nè. Nó cạn chút, nó cạn ghê. Cái này nó dưỡng rồi. Cái này anh bám nó lại bám lại ăn ăn chưa đi đâu. Lúc nào cũng có vậy. Cá lồng chín không được.
đây cho nhiều. Đây bằng cái bản. Có cái lên này bên. Bây giờ mới có con cá lóc để đãi nè. Rồi con cá chim không? Cái cục phi với anh con nghèo ha, ngộ ha, trong gieo à. Thôi cái lóc bây giờ lúc con ghẻ nóng ghê vậy. Cái chết hết quá. Chạy làm cái nhiều. Ủa mỗi tay. Cái này hả? Ôi. Gì? Cây này nữa là hết hai cái. Hồi mà cây này là trúng như mạnh nhất nha. Vũ cua, vũ. Diễn cái thiểu ngoài ghê. Để nó phòng anh cái gì? Cái lóc này. Cái lóc này. Nhau lại. Cái chép đó kìa. Đặt không? Đặt. Đặt chết không gì? Hai con cá lóc này. Này vô anh em nhìn nó giờ cái cá trăm không anh? Cá trăm ký không? Trăm ký. Dạ. Ăn sao đặt gì? Còn chạy máy đi, máy chạy đi cho khỏe cá nào. Đặt cái này. Rồi xong rồi nha. Này mình về nhà nha. Ở đây ăn điện điển nha, chạy ra đây cái bẻ anh. Điển. Vô là nó mình không sợ anh.
cái hơi nè, bình hơi nó không có đủ bằng phải không? Dạ. Oxy thì không bằng. Dạ. Tới ở nhà cho mình xúc qua cái mùng nha. Đó. Nhỏ, em xúc đầy rộng ông dở lên tôi. Đó. Giật gì là 1 kg anh? Trên 1 kg rồi luôn. Nãy giờ là 2 giật rồi nha. Dở không nổi luôn nha. 4 gì? 4. Sáu rồi đó. Chính xác không? Dạ. Bây giờ 8 giật hả? 8 giật rồi đó. 8 giật rồi cả 100 kg hả anh? 8 giật đủ 8 kg. Dạ. Cái này mình chắc tới 2-3 giật đó. Đây là lẻ rồi, đâu có tính. Còn 2 cái 3 cái cấp 1 cái. Biết nhiều con không? Dạ. Hết hình cảnh rồi. Hết hả? Rồi nó đang đêm luôn rồi.
Rồi mình cũng kết thúc video tại đây nha. Cô chú chị bạn nào thích clip này thì nhớ đăng ký, chia sẻ, ủng hộ kênh này nha. Và một bình luận phía dưới để mình có động lực làm thêm những clip sau hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.